Đến tối ngày 18 tháng 4, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một vụ cháy nhà dân kết hợp kinh doanh quần áo trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa ngày 18 tháng 4, người dân phát hiện khói bốc lên tại căn nhà 3 tầng trên đường số 17, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ Hạnh Thông Tây nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do căn nhà chứa nhiều quần áo nên đám cháy bùng phát mạnh, gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy và cứu người. Đến 11 giờ 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng phòng cháy chữa cháy phát hiện một người đàn ông đã tử vong trên lầu 3. Nạn nhân được xác định là anh PMH, sinh năm 81, quê Bình Định. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.